im quá vậy anh trời. Anh em đồ, anh em để đây nha anh em. Mua 1 ký hay vậy? Mua bún mì. Không, mua bún cho anh ăn kìa. Trời ơi, mì đi ba ơi. Mì không á. Nhớ dây leo luôn nha. Rồi, ok em. Nhổ luôn đi. Không anh đem về cho em rượu anh trời. Cũng như em nhắc hạt gì sao non. Dừa chứ không biết. Ủa, ngay trời. Về có bụng quăng vô bình luôn. Biết sao không? Bị bẹp này màu đẹp lắm rồi trời. Ủa chuyện. Gì đổ Pepsi vô ướp gì đâu. Bước mấy ít á. 2 cây. Nó đang quỳ bà dèo nó xấu người ta. Nhớ mày trời cho phải không? Nãy con bắn con cò chết mà anh bất ngờ luôn. Bất ngờ. Để không tin nổi. Thấy cò đậu vô không ta? Thấy.
Trời lẹ đi, tắt lửa chân kìa. Sao cháy được. Gì vậy ông? Cái động cu này đông quá trời đông luôn, tại mình bắn được á. Chưa đủ trình ăn đâu. Nhưng mà vậy là hay lắm rồi. Đâu phải như Kỳ Nam đâu. Trời. Gì? Dẻ cái cây nhỏ thôi. Mẹ đại nhánh cây nào khô khô đi em, xỏ lại đi em thôi, cái lá gì đó để lại lên đi gần thêm lên xỏ thôi. Anh đang nhóm lửa nướng rồi. Có dừa mình ngâm dừa mình nướng không, không ăn chấm ớt ăn ngon, ổi ớt gì không. Ngâm 5 phút lấy ra nướng. Thơm phức à. Xanh là ngon nhất.